truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, ý ta luôn có từng nhịp vang. Đàn ngân lên chúng ta sẽ cùng cất tiếng hát, đời lính như là thơ chúng tôi sẽ giữ mãi kỷ niệm. Việc này ấy, nó quan trọng đối với cuộc đời của tớ lắm. Nó liên quan đến đường con cái của tớ sau này. Nghiêm trọng thế cơ? Ừ. Thôi rồi, tôi sẽ giúp cậu. Ok ok, hay quá. Đấy nhá, đầu tiên cậu đặt ba đầu ngón tay vào đây. Sau đó tớ đã nói rồi, phải cho 10 ngón tay nó lành thì đánh được chưa? Ừ. Chờ bao giờ 10 ngón tay nó mới lành? Ngày mai là đến thời hạn tớ phải biểu diễn rồi. À! À! Chảy máu rồi. Cậu đưa đây. Này, bà không tập nữa rồi. Cậu làm gì đấy? Hả? Đưa đi, đưa đi. Cậu làm sao biểu diễn 10 đầu ngón tay đau như thế này được? Kệ, tớ thà làm người đau tay còn hơn là làm kẻ dối trá. Cậu làm sao mà diễn như mười ngón tay nhìn được? Tớ làm được, cứ chờ xem. Tọa độ 17, kinh độ 9, vĩ độ 36, tiếng đàn trường trì Cadabu đã xuất hiện. Tớ đã thấy nhiều lần rồi, cậu ấy ra những nơi vắng vẻ, đàn hát. Tớ gặp mấy lần luôn, chưa bao giờ thấy mặt. Kệ chứ, dù mặt mũi thế nào ấy thì cũng phải dằn mặt cho cậu ta một trận cho cậu ta biết. Cái tội dám cướp em Ngọc của tớ à? Của chúng mình. Này đồng chí kia, ai cho đồng chí ngồi đàn hát ở đây gây mất trật tự? Đang giờ nghỉ, tôi làm gì là việc của tôi. Nhưng mà việc làm của cậu làm ảnh hưởng đến người khác đấy. Tôi làm gì mà ảnh hưởng đến các cậu? Cậu Liêm và cậu Trường đấy à? Xuống. Tôi bảo cậu xuống. Đi vào đây. Bình thường trông hai cậu hiền lành, thế mà lúc dọa người khác cũng ghê gớm phết nhở. Cậu thích đàn cứ đàn, thích hát cứ hát. Hiểu lầm. Nào, hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Để tôi nói. Tớ hỏi cậu nhá. Có phải ấy, cậu đã đem lòng yêu em Ngọc rồi đúng không? Tớ nói cho cậu biết nhá, em Ngọc là cọc của tớ, tớ là người đến trước cậu, cậu mãi mãi chỉ là người đến sau thôi. Tớ là người thích em Ngọc đầu tiên trong cái doanh trại này. Ngọc nào? Hả? Ngọc căng tin. Người mà cả trung đội mình thương trộm nhớ. À, thì ra là cô bé tên là Ngọc à? À cái gì? Cậu không biết Ngọc? Tôi không quan tâm. Không quan tâm? Thì ra cậu học chơi đàn để tán em ý à? Dạy gái lắm. Thì sao? Dạy gái thì sao? Dạy gái chứ có phải là dạy trai đâu mà sợ. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì cứ học theo cách của tớ. Cần gì thêm tớ sẽ giúp. Hy vọng là cô ấy sẽ thích cậu. Này, cậu không thích Ngọc thật đấy chứ? Mẹ
phải thế. Đồng đội nó phải như thế chứ. Chẳng như ai kia. Này, bình thường thì anh nghiêm túc, em không ngờ là anh lại đàn hay hát giỏi như thế đấy. Bọn anh cũng hát mà. Hay là hôm nào anh dạy em nhá. Đàn hát thì có gì em cứ hỏi cậu Liêm nhá. Không, em chỉ thích anh dạy thôi. Nhưng mà anh bận lắm. Không. Anh không có thời gian đâu. Này. Tâm đi rồi, kệ Tâm. Bây giờ thì theo lệnh tiểu đội trưởng, anh dạy Ngọc đàn nhá. Không, em chỉ thích anh Tâm dạy thôi. Ok. Ngọc. Ngọc. Không, em chỉ thích anh Tâm dạy thôi. Em chỉ thích anh Tâm dạy thôi. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.